Vị quan gia này, không biết thương đội của tiểu nhân đã đắc tội với các vị ở chỗ nào, hay là văn thư thông quan của bọn ta có vấn đề? Thăm dò. Các ngươi vô duyên vô cớ ra tay với bọn ta như thế này thì vô lý quá. Văn thư thông quan của các ngươi không có vấn đề gì, còn vì sao lại ra tay với các ngươi? Đợi tới khi nào vào đại ngục của luật vương, ắt sẽ có người nói cho các ngươi biết. Úy chỉ kính, hiệu úy. Nếu tra rõ các ngươi không có vấn đề, trong vòng 3 ngày sẽ thả các ngươi đi. Không thèm ngó ngàng, những người khác nhìn có vẻ đã quen với cảnh này, không ai nhìn qua bên này cả. Lẽ nào nơi đây thường xảy ra chuyện thương lữ có giấy tờ hợp pháp bị bắt giữ sao? Công tử, chúng ta có cần lấy kim bài của bệ hạ hoặc lệnh bài của tư lễ giám ra không? Nói nhỏ. Chúng ta cứ đi theo xem bọn họ đang giở trò gì. Nếu bọn họ giở trò bắt giữ lương dân thì thành chủ luật phương này không cần làm nữa. Ồn ào, tấp nập. Thành chủ thành luật phương này quả là nhân tài, có thể quản lý một nơi phức tạp đa dân tộc ngay ngắn trật tự như vậy. Đương nhiên rồi, luật phương vốn là trọng địa biên bang, lại là nơi giao thương được cửu thiên tuế chỉ định. Một khi xảy ra rắc rối, há chẳng phải sẽ gây ra chiến sự nơi biên quan hay sao? Lạnh lùng. Người người đều nói cửu thiên tuế sợ Uyển Nhung và mấy tộc Man Di hách hách, xem ra là thật rồi. Đường đường là thiên triều mà lại sợ tộc Man Di. Nếu đánh nhau, chỉ cần phái binh lính đi trấn áp là được. Người tưởng hành quân bố trận dễ như vậy sao? Khó khăn lắm dân chúng mới an cư lạc nghiệp, mấy năm nay mới có chút hy vọng. Khinh thường. Các ngươi cứ nóng máu lên là lại hô hào với người khác cái gì mà thiên triều thượng quốc chắc chắn tiêu diệt Man Di, còn coi trọng thể diện hơn tính mạng nữa. Sao? Có vẻ ngươi rất ủng hộ cửu thiên tuế nhỉ? Lão tử mặc kệ ai đang nhiếp chính trong triều, kẻ nhiếp chính có phải là thái giám hay không? Chỉ cần có thể khiến luật phương bình an, nhân dân an cư lạc nghiệp, lão tử sẽ tán đồng với kẻ đó. Ta còn tưởng danh tiếng của cửu thiên tuế xấu tới độ không thể xấu hơn, không ngờ lão yêu ngàn năm này ở đây lại có nhiều fan như vậy. Cười cái gì? Đợi tới khi treo hết đám gian tế các ngươi lên, xem các ngươi còn cười được không? Vào trong cho ta. Chính vì có đám sâu mọt người Hán vô liêm sỉ như các ngươi gây xích mích mới khiến thiên hạ đại loạn. Thật đáng tiếc. Rút ra. Bọn ta không phải là gian tế. Ngươi là đốc tra tư lễ giám, vội vàng quỳ xuống. Hiệu úy đại nhân không cần đa lễ, đừng để lộ hành tung của chúng ta ở đây. Bị cưỡng chế đứng dậy, nội lực mạnh quá. Đốc tra đại nhân, thực sự xin lỗi, mấy năm nay có không ít thương nữ người Hán từ Trung Nguyên tới gây sự ở luật phương, tấn công người ngoại tộc và binh sĩ, mấy lần suýt đã gây ra biến cố trong thành. Nên thành chủ có lệnh, chỉ cần là kẻ khả nghi đều đưa đi thẩm tra. Thương nữ như ngài, ai ai cũng là con nhà luyện võ, lại quá sạch sẽ, nào có giống như dầm mưa dãi nắng, nên chúng tôi mới áy náy bất an. Hiệu úy đại nhân làm theo chức trách, sao phải xin lỗi chứ? Đưa bọn ta tới gặp thành chủ của các ngươi đi. Người Hán làm loạn, chuyến này tới luật phương, xem ra sẽ có kha khá phong ba đấy. Nghe nói đốc tra tư lễ giám tới, hạ quan không thể nghênh đón từ xa, mong hãy lượng thứ. Khụ khụ, thành chủ thành luật phương, Chu Vân Sinh. Theo tư liệu ghi chép, Chu Vân Sinh này là người dị tộc, thời trẻ buôn bán bị cướp, suýt chút nữa là chết trong khu ổ chuột. Sau khi được A Cửu cứu thì một lòng trung thành với chàng. A Cửu cũng mạnh dạn dùng người thật. Một Lý Mật là phường cướp bóc từng đi cướp thương đội để mưu sinh, một Chu Vân Sinh là thành chủ xuất thân từ dị tộc.
Tên này đúng là không thiếu nhân tài, chỉ là mẹ tại hạ là người đại thực, phụ thân là người luật phương, khiến đốc cha bất ngờ rồi. Chắc là thấy tướng mạo của ta nên có nghi ngờ với người dị tộc như ta rồi. Con trai giống mẹ, thành chủ đại nhân thừa kế huyết thống ưu tú của hai nước, tất nhiên là tuấn tú tài năng. Huống hồ, làm quan phải chọn người hiền tài, liên quan gì tới ngoại hình, ngây ra, thoải mái phóng khoáng. Người này, quả nhiên là đốc cha xứ dưới trướng của đốc công đại nhân, mời ngồi, chân thành. Chắc lâu rồi Lý đại nhân không tới biên quan, không phải là ở Trung Nguyên từng bước thăng tiến lại quên mất người bạn cũ như bọn ta chứ? Chu huynh nói đùa rồi, năm ấy chúng ta được đốc công một tay đề bạt, ngày tháng ở luật phương cũng không ngắn, cùng nhau uống rượu ăn thịt, giết người, sao mà quên được chứ? Chỉ là tuy ta làm quan ở Kinh Thành, nhưng cũng chỉ là quan tứ phẩm, Chu huynh đệ lại là đại sứ biên cương, là quan chính nhị phẩm của triều đình, nếu bắt quàng làm họ, e là sẽ bị người ta nói là trèo cao. Lão Lý, chúng ta đừng ra vẻ như vậy nữa. Khụ khụ, cũng tới biên quan cả rồi, cũng đã 7-8 năm chưa gặp, bạn cũ trùng phùng, đốc cha đại nhân chớ hiểu lầm. Yên tâm, bản công tử vẫn chưa vô vị tới mức nghi ngờ Lý đại nhân cấu kết với đại sử biên cương đâu. Nếu làm việc vì thiên tế gia, nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Lý mật thì ta không có nghi ngờ, chỉ là mặt công tử đúng là người phóng khoáng. Chu đại nhân sức khỏe không tốt, sao cứ ho mãi thế, hay là mắc bệnh nhớ cố hương? Thực ra, Trung Nguyên cũng coi như là cố hương của tại hạ, sức khỏe hạ quan không tốt, vẫn luôn có bệnh ho. Nói ra thì sắp tới giờ dùng bữa rồi, đợi hạ quan chuẩn bị yến tiệc, mang hương vị vùng biên quan để mọi người thưởng thức phong tình nơi đây nhé. Công tử, có phải người cảm thấy có gì không ổn không? Bạch Chân, nhà hoàn Mạt Nhi mới đề bạt. Ta chỉ cảm thấy trên người Chu Vân Sinh có quá nhiều điều trùng hợp. Từ dị quốc tới, chẳng có bằng chứng gì về thân thế, lại vừa khéo được thiên tuế gia cứu, lại là một kỳ tài khó gặp, cuối cùng là tính cách cô độc không thích nói chuyện với người khác, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một thám tử. Dù sao thám tử có cao minh đến đâu thì cũng là người, nói một lời nói dối phải dùng trăm lời nói dối để che đậy, hơn nữa càng nói nhiều thì càng dễ xuất hiện sơ hở. Gián điệp phải chém ngàn đao, giờ tôi sẽ đi báo tin này cho Lý thống lĩnh. Người bình tĩnh lại cho ta. Nhà đầu ngốc, so với sự nghi ngờ của một đốc cha từ trên trời rơi xuống, không bằng không chứng. Đương nhiên Lý mật sẽ tin người huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình hơn. Chu Vân Sinh tài hoa xuất chúng, lại lộ ra điểm cổ quái ở mọi mặt. Trước khi tới đây, trong lúc xem tư liệu, ta đã hỏi ra rồi, chỉ là... Đây chính là nguyên nhân ta luôn để Chu Vân Sinh ở biên quan, không điều hắn vào kinh. Ta cũng từng hoài nghi, chỉ là Chu Vân Sinh biểu hiện quá hoàn mỹ, cộng thêm luật phương đặc thù. Ta liền mạo hiểm giao nơi đó cho Chu Vân Sinh, tiện thể xem hắn muốn làm gì. Người chỉ nổi thú vui xấu xa, muốn chơi đùa với lửa thôi chứ gì, tên khốn. Nếu gia đã nói vậy, chúng ta cứ xem rồi hành xử thôi. Quận chúa có cần sủng gia như vậy không? Đều không có liêm sỉ gì cả. Chúng ta cẩn thận hơn là được. Sao, cuối cùng cũng nỡ bước ra khỏi vỏ chai rồi sao? Gặp tiểu lục tử rồi à? Công tử, lần đó sau khi tưởng bở là mang thai, Bạch Ngọc vì xấu hổ mà trốn tới bây giờ, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Chiếp chiếp, chui ra. Tiểu Ngọc Nhi trốn không ra ngoài cũng không sao, vừa hay ở riêng với chim ta đây, có chim ta đây ngày ngày an ủi nàng ấy. Vèo vèo vèo, không hay rồi, nhóm cướp của khách khách đến rồi. Chu đại nhân, nhóm cướp là sao? Không phải chúng ta đã có hiệp nghị đình chiến với khách khách?
Năm nào cũng cống nạp cho bọn họ mà. Dân tộc Qua Bích bản tính vốn hoang dại, bọn họ nhận cống nạp thì sẽ không xâm phạm trên quy mô lớn, nhưng cướp bóc quy mô nhỏ như thế này chưa từng dừng lại. Từ sau lần trước Vương Phi hòa thân bị một nhóm cướp sa mạc khách khách giết, bọn họ tự biết hộ vệ bất lực nên đã ngưng một thời gian, nay lại dục dịch ngóc đầu dậy. Không biết thành chủ đại nhân có thể cho tại hạ một con ngựa không? Tại hạ muốn đi xem thử. Muốn đi xem thử? Đốc cha này có biết ra chiến trường sẽ chết không hả? Lẽ nào hắn tưởng là đi dạo chơi ngoại thành xem thú vui sao? Mạt công tử muốn đi cũng được, nhưng không có thời gian dắt ngựa đâu. Công tử có thể không để ý cưỡi chung một con ngựa với bản thành chủ không? Được. Ổn định thân mình. Chu Vân Sinh này cố ý muốn thấy mình xấu mặt bị ngã xuống. Thành chủ đại nhân quả nhiên cưỡi ngựa giỏi. Chúng ta đi thôi. Tách. Hí hí. Á. Á. Uy. Nắm chặt. Mạt công tử, ngươi coi mạng người như trò đùa quá đó. Dừng lại. Phì phò phì phò. Ngươi không biết sau khi ngựa bị kích động thì sẽ rất khó khống chế sao? Khiến người khác bị thương thì sao? Vậy sao? Vậy khi nãy thành chủ đại nhân đột nhiên xốc người ta lên ngựa. Không biết nếu bản công tử là thư sinh yếu đuối sẽ bị ngã bị thương sao? Ngươi có võ công, có thể tự cứu mình. Ngươi cưỡi ngựa cũng giỏi, có thể cứu người. Tên công tử mồm mép dẻo quẹo này. Cứu mạng, mau chạy đi. Mọi người mau vào thành, đội cướp hách hách sắp tới rồi. Cổng thành sắp đóng rồi. Cứu mạng, bọn ta vẫn chưa vào thành, đừng đóng cửa. Cứu mạng. Rõ ràng nhiều bách tính vô tội như vậy còn đang ở cổng thành. Nhưng nếu còn không đóng cửa thành, một khi người hách hách vào thành sẽ đổ sát người trong thành. Đóng cửa thành đi. Xen ngang. Chu thành chủ, hãy đợi một lát rồi nâng cổng thành. Ta có cách. Đạp, huýt. Vù vù. Đây là... là kèn kèn, chim ăn xác. Vù vù. Vù vù. Đi đi. Vù vù. Xé xác tất cả kẻ xâm lược. Quác. Cứu mạng. Là kẻ ăn xác của Tử Đại Vương. Chạy mau. Được rồi, giờ có thể nâng cổng thành lên rồi đó. Trời ơi, Mạt công tử này giống như thần minh giáng thế vậy. Vâng, vâng. Xuống đi, cẩn thận gió to thổi ngươi bay mất. Không phải thành chủ đại nhân nói võ nghệ của bản công tử rất tốt, không sợ gì sao? Đương nhiên, võ công của Mạt công tử. Rơi xuống. Lệnh bài hổ phù của quỷ quân. Về thôi, nhặt lên. Đợi ta với. Hôm nay khiến ta vui thật đó. Đúng thế, sau lần này xem người hách hách còn dám tới hay không. May nhờ có Mạt công tử. Thành chủ đại nhân, công tử của bọn ta đâu? Không phải khi nãy hắn đi cùng ngươi sao? Vậy sao? Bản thành chủ không đi cùng Mạt công tử từ lâu rồi. Oh no. Không có ở đây. Công tử không ở đây. Hoảng hốt, nhìn ngang liếc dọc. Liệu có khi nào đại nhân có việc quan trọng nên đã rời đi điều tra trước rồi không? Nếu công tử có đi, cũng không thể không nói tiếng nào. Vân Sinh huynh, người cuối cùng gặp công tử chính là ngươi. Nói vớ vẩn qua mặt ta chứ gì. Nơi này là địa bàn của ngươi. Mạt công tử võ nghệ không yếu, ai có thể im hơi lặng tiếng đưa hắn đi ngay dưới mí mắt của ta chứ? Nếu trên địa bàn của ngươi có cao thủ như vậy, ngươi lại không hay biết gì thì sơ suất quá rồi đó. Lý Mật đại nhân, ngươi đang hoài nghi bản thành chủ đã bắt Mạt công tử đi sao? Thật nực cười, thuộc hạ của ngươi cũng là cao thủ hàng đầu, không phải cũng chẳng có ai chú ý tới Mạt công tử hay sao?
Ý ta không phải vậy. Tóm lại, chúng ta phải mau chóng đi tìm ra công tử mới được. Đương nhiên, bản thành chủ sẽ phái người đi tìm công tử. Người đâu? Vẫy tay. Đẹt cái tên khốn này, rõ ràng có vấn đề, trực giác bản năng, dặn dò. Mình lấy một nửa huyết thống người hách hách ra thề, nếu công tử mất tích không liên quan gì tới hắn, thì ta sẽ trồng cây chuối và ăn, chấm chấm. Đi, đi theo hắn, nếu hắn có vấn đề, không thể không có chút sơ hở nào cả. Ôi! Tuân lệnh, Thiên Tuế gia, người bị thương rồi. Lùi xuống đi, vung tay. E là hôm nay tâm trạng gia không tốt, lục tướng liên tục chặn đường gia, đã khiến gia không vui rồi. Cộng thêm việc phu nhân không có ở đây, phải chạy mau thôi. Vì sao ta lại thấy bất an như vậy? Nhà đầu đó sẽ không gặp chuyện gì chứ? Sau này không được để nàng ấy đi xa một mình nữa. Đóa hoa nuôi trong lòng bàn tay, không thể chạy xa được. Mau quay về đi, đóa hoa. Trong lòng bàn tay của ta. Biểu cảm của gia biến thái quá, chắc chắn đang nhớ về phu nhân rồi, muốn trà đạp nha đầu quá. Thiên Tuế gia, khi nãy có tin tức truyền tới, thái tử muốn gặp bệ hạ. Lần trước liên hợp với mấy quan viên không được phê chuẩn, nay lục tướng gia cũng liên hệ kha khá đại thần đã tập hợp ngoài Tam Thanh Điện. Bọn họ thích đợi thì cứ đợi đi, các ngươi cũng đừng để ý làm gì. Bóp nát. Nếu có người đòi sống đòi chết thì âm thầm giúp hắn một phen. Còn nữa, bệ hạ muốn gặp người, nói nếu người không gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ không dùng thiện. Lau mồ hôi. Thả trẫm ra. Bách Lý Thanh đâu? Bảo hắn cút ra đây cho trẫm. Mấy hôm nay Thiên Tuế gia nhốt bệ hạ trong Tam Thanh Điện, nói với bên ngoài là bệ hạ cần bế quan tu luyện, không gặp ai cả. Đám người thái tử ầm ĩ đòi cầu kiến bệ hạ, hôm nay bệ hạ cũng gây náo loạn, đúng thật là. Ai bảo não bệ hạ dính nước, cứ phải chọc giận Thiên Tuế gia làm gì? Giờ thì gặp báo ứng rồi. Nếu bệ hạ thành tâm tu tiên bích cốc, vậy từ nay mỗi ngày chỉ cho bệ hạ 2 bát cháo, 1 bát nước, để thái thượng lão quân thấy được sự thành tâm của bệ hạ. Sau này không cần bẩm báo mấy chuyện này. Nhìn bản tọa nhàn rỗi lắm sao? Thứ vớ vẩn gì cũng muốn gặp bản tọa. Vâng. Thì ra bệ hạ giống ta, đều trở thành thứ vớ vẩn rồi. 3 ngày sau, két. Mặt công tử, dùng bữa tối thôi. Đóng lại. Sao, hôm nay thành chủ đích thân mang bữa tối tới à? Tại hạ vô cùng lấy làm vinh hạnh. Hết cách rồi, người của Lý Mật canh chừng ta sát sao quá, nên thời gian có thể gặp mặt trò chuyện cùng mặt công tử đều rất ngắn. Hương vị được đó, mà hơi mặn một chút, phiền đầu bếp lần sau nêm nếm nhạt thôi. Mặt công tử, thật tự tại, không sợ trong đồ ăn có độc gì sao? Nếu ngươi muốn độc chết ta, cần gì mạo hiểm bắt ta tới đây? Tuy không biết vì sao ngươi lại làm vậy, nhưng nếu muốn tạo ra huyễn cảnh người khác đều không nhìn thấy, loại huyễn thuật này cũng không dễ thực hiện đâu nhỉ. Hôm đó, không biết Chu Vân Sinh đã dùng cách gì, chỉ vung nhẹ tay một cái, đã khiến mình giống như đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Thành chủ đại nhân, công tử của bọn ta đâu? Không phải khi nãy hắn đi cùng ngươi sao? Công tử, chuyện gì thế? Không nói được, cũng không cử động được. Ta ở đây nè. Công tử thông minh, lại có thể nhìn ra ta dùng huyễn thuật. Hầu hết mọi người đều tưởng ta là quỷ mị gì đó, hoặc là đã dùng độc gì đó. Bấm tay. Huyễn thuật rất tốt mà, thật thật giả giả, hư hư thực thực, âm thanh ánh sáng, cái bóng sự vật, mọi thứ đều để ta sử dụng. Có thể thấy được dáng vẻ sợ hãi của đám người tự cho mình là nhất kia, thú vị lắm. Mặt công tử có muốn thử ngọn lửa sinh ra từ huyễn thuật này, xem liệu có đốt cháy da thịt của con người hay không? Không phải thành chủ muốn biết chuyện về hổ phù của Lam gia hay sao? Ta chỉ phụng lệnh Thiên Tuế gia đi tìm quỷ quân, đó cũng là tấm hổ phù mô phỏng mà thôi, không mảy may quan tâm.
Dù sao, chuyện Thiên Tuế gia hứng với Quỷ Quân Lam gia cũng không phải tin gì mới mẻ. Công tử, người coi thường ta quá, hay là ta đã quá khoan dung? Hất. Dùng lời nói nửa thật nửa giả để qua mặt ta, choang. Lệnh bài là thật hay giả, ngươi tưởng ta không nhận ra hay sao? Chu thành chủ, dựa vào đâu mà ngươi nói lệnh bài là thật? Sau khi Lam đại phu nhân qua đời, bao nhiêu người đều chưa tìm được tung tích của lệnh bài. Cái gì? Lam đại phu nhân đã qua đời rồi sao? Không dám tin. Chẳng trách ngươi lại không biết, vì bệ hạ, lục tướng, quốc công gia đều giấu nhẹm tin này đi. Đứng dậy. Nhưng nếu thành chủ đại nhân không hay biết gì? Phập phập. Vậy màn kịch của chúng ta cũng đã diễn xong rồi. Thuộc hạ không bảo vệ được chủ. Vụt vụt. Mong công tử trách phạt. Không thể nào. Khụ, sao các ngươi tìm được chỗ này? Điểm huyệt. Rất đơn giản. Ban đầu Mị Lục và Mị Thất đúng là đã bị huyễn thuật của các ngươi che mắt, không phát hiện ra ta mất tích lúc nào. Nhưng mà phải, ta có sứ giả báo tin mà. Mấy trò mèo của các ngươi trong mắt điều ra ta chỉ là cái bíp. Người đẹp hôn miếng nào. Còn muốn giấu điều ra của các ngươi sao? Lúc trước gọi kèn kèn dưới thành chính là con vẹt này nhỉ? Ông đây là thần điểu do Phượng Hoàng và Diều Hâu sinh ra, không phải là vẹt. Bốp. Ta vẫn luôn không hiểu. Ngoan ngoãn ngồi quỳ. Dù có con chim này, ta đã bỏ thuốc vào trong đèn dầu trong địa lao, vì sao các ngươi có thể tự do hành động? Có một chuyện ta quên nói với thành chủ, tại hạ cũng thích dùng độc, hơn nữa thích nhất là loại dùng độc dạng hương. Nên chút ít độc trong đèn dầu của ngươi, từ đầu ta đã phát hiện ra rồi, còn giải độc thế nào? Nhà đầu, cầm đi. Đây là quả hỏa hợp hoan, 100 năm mới ra quả, quả này 10 năm không héo. Không chỉ có tác dụng dưỡng nhan, còn có công hiệu khởi tử hồi sinh, coi như là quà mà lão nhân gia tặng cho cháu dâu đi. Dù sao dạo này, lão già ta hào phóng nhất, không giống như ai đó chỉ biết bắt nạt cháu dâu, ngay cả quà gặp mặt cũng không nỡ cho người ta một món đồ tốt, đâm vào tim. Người như vậy sau này, nếu cháu dâu sinh ra một đứa trẻ mập mạp, e là người ta cũng không mặn mà gì đâu. Người nói gì? Nhìn đây nhé, đây là tích độc hoàn tử, thế gian chỉ có loại cổ trùng này là bách độc bất xâm. Tặng người thánh vật, lão bà ta dốc lòng nuôi dưỡng hơn 10 năm đó. Dạ, mấy món quà này quý giá như vậy, sao ta có thể ép bà tặng cho ta chứ? Giả vờ do dự. Không sao, nàng nhận đi. Huyết bà trọng lời hứa nhất, bài nói tặng nàng thì sẽ không đòi lại đâu. Nếu lão y chính và bà đã có lòng, thì Mạt Nhi cũng không từ chối nữa. Con nhất định sẽ trân trọng. Mắc bẫy rồi. Ta tự có cách của ta, thành chủ không cần biết. Nhưng mà... Bốp. Phiền ngươi rời khỏi Luật Phương Thành một thời gian, theo ta đi một chuyến nhé. Cắm trại nghỉ ngơi ở đây đi, hôm nay mọi người vất vả rồi. Vâng. Mị Thất, thả Chu Vân Sinh ra đi. Hự. Hay, bịch, rút ra, khụ khụ. Các ngươi điên rồi, sao dám bắt ta đi, khụ khụ. Không đưa ngươi đi, sao bọn ta biết được tung tích của quỷ quân chứ? Đến hoàng đế còn bị che mắt bao nhiêu năm, nhưng Chu thành chủ lại có thể đoán được lệnh bài này là thật hay giả. Ngươi tràn đầy đau khổ với cái chết của Lam phu nhân, nhưng lại không hề có hứng thú với quỷ quân, chỉ có khinh thường và cảnh giác, vì thế mà không tiếc phải giết ta. So với kẻ dòm ngó quỷ quân Lam gia, ngươi càng giống một quân cờ mà quỷ quân Lam gia đặt ở Luật Phương hơn, để giám sát tất cả những kẻ có mưu đồ với quỷ quân Lam gia. Ngây ra. Thì ra,
Ba ngày này rõ ràng ngươi có thể chạy, nhưng lại không hành động gì, là đang moi tin từ ta. Đương nhiên rồi. Không bỏ một ít thời gian ở địa lao, đợi ngươi buông lỏng cảnh giác, sao có thể moi tin từ ngươi chứ? Mặc kệ ngươi thích suy đoán thế nào, dù sao hôm nay bản thành chủ đã không thể quay về nữa rồi. Lấy ra rượu điềm hoa mai. Ấm áp quá. A Cửu đúng là thứ trong ngoài bất nhất. A Cửu, chàng muốn làm gì? Sâu mùa hạ, không biết tới băng. Người tục tĩu như nàng thì không hiểu được đâu. Không phải chỉ là ủ rượu thôi sao? Còn tưởng ta không hiểu ư? Cái miệng độc ác của chàng, mở miệng ra ba câu mà không làm người ta tức chết thì không chịu dừng lại. Thôi đi, được hời còn ra vẻ. Nhìn cơ thể mỏng manh của nàng là biết nàng không chịu được gió sa mạc buổi đêm lạnh lẽo. Đợi khi tới sa mạc, nàng sẽ biết phải cảm ơn bản tọa thôi. Không biết người đó giờ đang làm gì nhỉ? Có phải cũng đang ngắm nhìn trời đêm mùa hạ như mình không? Có một chút. Nhớ nhung cái miệng xấu xa và bàn tay vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng của chàng ấy. Công tử, trong lều trướng đã lót nệm xong xuôi rồi, mau vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa. Bản công tử đi hưởng thụ chăn êm đệm ấm đây. Đứng lên. Đêm nay phiền Chu thành chủ vất vả ở chung một lều với đám thuộc hạ nhé. Hừ, vô liêm sỉ. Đúng thế, tại hạ tuy đã thưởng thức hết tuyệt sắc trong thiên hạ, nhưng tướng mạo dị vực đẹp đẽ như ngươi thì lần đầu gặp đó. Chắc Chu thành chủ biết trong kinh thành thịnh hành nam phong, tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, nếu không. Bản công tử phát hiện ngươi dùng huyễn thuật chạy trốn một lần, bắt về sẽ làm ngươi một lần. Mị Lục, thăm hỏi Chu thành chủ tử tế nhé. Ngươi muốn làm gì? Không sai, ta từng nghe nói quý tộc trong kinh thành có kẻ chuộng nam sắc, lẽ nào? Chu đại nhân, hãy ngủ đi. Tỉnh dậy rồi sẽ không sao đâu. Không, điểm huyệt. Ôi, quận chúa xấu xa thật. Sợ hắn dùng huyễn thuật hại người thì điểm huyệt khiến hắn ngủ là được, còn cố ý dọa nạt người ta như vậy. Phụt. Ngọc Nhi, nàng cũng cảm thấy rất vui đúng không? Không vui, ta phải về nghỉ ngơi đây. Ta dựng lều giúp nàng. Không cần, nịnh nọt. Cần. Ta cũng muốn dựng lều cho Bạch Nhụy ngủ, vì sao tối nay ta phải gác đêm? Nếu không thể cùng Nhị Nhi trải qua đêm dài, vậy thử viết mấy bài thơ tình để giải bày nỗi tương tư vậy. Loạt soạt. Trong bí tịch có nói, các cô nương thích nghe nhất là thơ tình. Hoàn thành rồi, lát nữa nhét vào trong lều của Bạch Nhụy. Ôi, đây không phải là tờ giấy tối qua nửa đêm có người nhét vào sao? Có lời gì quan trọng không? Không có gì, chắc là rác gió bên ngoài thổi vào thôi. Công tử, người thực sự định vào địa bàn của cướp sa mạc Hách Hách sao? Nơi này đã gần với địa doanh của chúng ta rồi. Cướp sa mạc Hách Hách hung hãn, trước giờ giết người không chớp mắt, ngay cả vương đình Hách Hách bọn chúng còn dám cướp. Cũng không biết Thiên Tuế gia thuần phục đám cướp sa mạc đó kiểu gì, bọn chúng chỉ nghe mỗi Thiên Tuế gia, từ lễ giám phái người khác tới doanh địa của chúng đều mất mạng hết, lo lắng. Chắc là vì gia của các ngươi trước nay đều thối tha giống đám cướp sa mạc kia, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn gì gì đó, không phải thuộc tính của Thiên Tuế gia chúng ta sao? Ôi! Lý thống lĩnh, ta biết người lo cho sự an toàn của ta. Lúc chúng ta rời khỏi luật phương, lò truy binh nên đi vội vàng, không mang đủ lạc đà. Nếu không, tìm một nơi để đổi lạc đà và dẫn đường
thì không thể nào tới được nơi muốn đến. Nhưng yên tâm đi, nếu ta dám đi thì sẽ có lý do của ta. Hí hí, không hay rồi, cướp sa mạc, hách hách tấn công rồi. Xem ra, ông trời đang chiếu cố chúng ta đó, chúng ta vẫn chưa tới địa bàn của đối phương, người ta đã vội vàng chạy tới tận cửa rồi. Ha ha, thượng đội ngu ngốc từ đâu ra vậy, lên cho ta, cướp sạch đồ của chúng, nam nhân thì giết, nữ nhân thì giữ. Lộp cộp, lộp cộp. Tư lễ giám nghe lệnh, bày trận nghênh địch. Ôi, ta đang tự hỏi là ai, không phải là Chuẩn Khắc Khâm đây sao? Bớp. Nhiều năm không gặp, nghi thức chào mừng của ngươi vẫn khiến người ta chán ghét như cũ đó. Vong linh của Tử Đại Vương. Sợ. Vong linh chi nữ tha mạng. Quả nhiên là thế. Ta muốn gặp đại thống lĩnh của các ngươi, dẫn ta đi một chuyến đi. Con dân của Tử Đại Vương tham kiến vong linh trì nữ. Lâu rồi không gặp. Thủ lĩnh Chuẩn Sát. Nữ vương của kẻ ăn xác mời ngồi. Chủ nhân của A Khắc Lan lần này không đi cùng ngươi sao? Lần này chủ nhân của A Khắc Lan khá bận nên ta tới đây một mình. Sao không chào đón à? Trai gái sa mạc đều là con dân của Tử Đại Vương, sao lại không chào đón vong linh chi nữ chứ? Chỉ là không biết lần này vong linh chi nữ muốn làm gì. Cũng không phải chuyện gì to tát. Ta mong thủ lĩnh Chuẩn Sát có thể giúp ta vào sa mạc đen tìm quỷ quân. Không sai, đây chính là mục đích mà ta tới đây, sa mạc đen. Sa mạc đen hiện ra, hộ phù của quỷ quân dưới ánh nến chiếu rọi hiện ra một tấm bản đồ. Điểm cuối chính là sa mạc đen, sâu trong hách hách qua bích này. Sa mạc đen là một sa mạc quanh năm có gió đen đáng sợ, nghe đồn sau khi gió đen qua đi, sẽ để lộ ra biển xương trắng lớp lớp. Tất cả những ai bước vào sa mạc đen đều bị ác quỷ trong gió đen nuốt chửng, chỉ còn lại bộ xương, trở thành một giọt nước trong biển xương. Nên sa mạc đen cũng gọi là tử vong chi hải. Người vào tử vong chi hải mà vẫn sống sót quay về, e là thế gian chỉ có một Tô Cáp. Vì sao vong linh chi nữ lại muốn tìm đội quân vong linh? Sao nào, đó là đội quân thuộc về vong linh chi nữ ngươi sao? Không sai, ta đang tìm đội quân vốn thuộc về ta, quỷ quân. Ta có bản đồ, có thể tới nơi quỷ quân đang ở, nhưng ta vẫn cần đồ đạc và một người quen đường trong tử vong chi hải. Liếc mắt. Vong linh chi nữ, Tô Cáp ta có thể đưa ngươi vào tử vong chi hải, nhưng mà sau khi vong linh chi nữ tìm được đội quân vong linh của ngươi, bọn ta cần ngươi giúp đỡ bọn ta sớm ngày đánh bại kẻ phản bội hách hách, giành lại vương quốc thuộc về thủ lĩnh của bọn ta. Quỳ. Chuyện này, nữ vương của kẻ ăn xác, bọn ta biết quy tắc của thần là không tùy ý nhúng tay vào chuyện của nhân gian. Nhưng bọn ta chỉ cần ngươi tới quốc gia, chỗ của bọn ta, trở thành chỗ dựa tinh thần của bọn ta. Công tử, Thiên Tuế gia đưa hết người tinh nhuệ nhất của Cẩm Y vệ và Tư lễ giám cho người, là mong người bình an trở về, thì thầm. Người vào sa mạc đen thì thôi, quyết không thể đồng ý với Chuẩn Sát được. Người không biết Tử Đại Vương và Long Vong Linh chi nữ của nó có ý nghĩa thế nào với dân tộc trên sa mạc đâu. Lý Mật, tình hình bây giờ, chúng ta được lựa chọn sao? Ta biết Chuẩn Sát không phải là một nam nhân đơn giản, nhưng tới đâu hay tới đó, chúng ta tìm được quỷ quân trước đã, những chuyện khác tính sau. Nhưng mà công tử, được, Chuẩn Sát ta đồng ý với ngươi. Cảm tạ tử thần vĩ đại, cảm tạ người mang tới vong linh chi nữ, tượng trưng cho ân điển của người. Cảm tạ vong linh chi nữ, cảm tạ đại thần. Dắt lạc đà tốt nhất của chúng ta ra đây, chuẩn bị mọi thứ mà vị khách tôn quý nhất của chúng ta cần. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.
Nóng nực, nóng nực. Chết mất. Dạ hiểu. Không thể đi tiếp nữa, chúng ta tạm dừng nghỉ ngơi ở đây. Đừng nói là đám bạch nghị, các sát thần của mỹ bộ e là cũng sắp kiệt sức rồi. Công tử, ngại quá, liên lụy tới người rồi, yếu ớt. Nhà đầu ngốc nói gì thế? Nghỉ một lát đi, một canh giờ nữa, khi mặt trời không độc hại như vậy nữa, chúng ta lại đi tiếp. Mạt, loại lèo trướng thần kỳ của các ngươi là như nào vậy? Nhanh chóng, nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, lèo đã được dựng xong xuôi rồi. Thế thì ngươi không hiểu rồi, đây là lèo tiện lợi mà công tử bọn ta đặc biệt cho người chế tạo ra đó. Thao thao bất tuyệt, một chiếc ở được hai người, nhẹ nhàng đơn giản lại chống gió chống nước, mỗi người đều có thể mang theo một cái bên mình. Khác với lều vải của các ngươi, người ngủ bên trong gió cũng không thể thổi bay. Vô cùng hứng thú, lều kiểu độc đáo như vậy ta chưa bao giờ nhìn thấy. Bừng tỉnh, chiếp chiếp, chiếp chiếp. Tiểu Bạch sao thế? Chạy mau, gió đen tới rồi, hoảng sợ. Chạy mau, thu lại, bế lên. Vù vù, vù vù. Bỏ chạy. Vù vù, vù vù. Tới rồi, dừng lại. Trốn trước đã. Mọi người mau buộc chặt lạc đà rồi, vào trong đóng cửa chặt lại. Không được, cửa gỗ bị hỏng cả rồi, không thể chặn được gió bão. Mau chuyển tượng đá tới đây, chặn cửa lại. Vâng. Vù vù, vù vù. Vù vù. Hay da. Chặn được rồi. Rầm. Nứt vỡ. A. Nhà đầu. Nhà đầu. Tỉnh lại. Sao nghe tiếng đàn mà cũng có thể ngủ thế? A Cửu ngồi dậy. Sao thế? Đau đầu sao? Xoa nhẹ. Có một chút. Hình như ta đã gặp ác mộng, nhưng lại không thể tỉnh lại được. Trong mơ ta rất muốn gặp chàng, nhưng lại không thể gặp được. Ta thấy rất sợ hãi, giống như trong sa mạc vô tận, đi mãi không thấy điểm cuối. Nhà đầu ngốc, có gì phải sợ chứ? Ta ở bên nàng. A Cửu, nếu trên đường ta đi tìm quỷ quân mà không thể quay về nữa, chàng sẽ đi tìm ta chứ? Vậy nàng đừng đi nữa, ở đây luôn đi được không? Đừng đi. Đúng, ở đây với ta. Đừng đi đâu cả, ở trong thế giới chỉ có ta và nàng. Đúng thế, thực ra như vậy cũng được, luôn ở bên cạnh chàng ấy, không đi đâu cả. Không có tranh giành đấu đá, không có tổn thương, không có sợ hãi, chỉ có ta và chàng. Nhưng mà, mở mắt. Không, điều này là không thể nào. Nha đầu, bừng tỉnh. Là mơ, nhưng giấc mơ khi nãy. A Cửu. Lại chân thật như vậy, nhà đầu đó giờ thế nào rồi? Đốc công, mỹ bộ vừa nhận được tin truyền của mỹ thất. Vì ngài từng dặn dò, một khi phía luật phương có tin tức, phải lập tức trình lên, vậy nên. Vột. Đốc công. Chu Vân Sinh là người của quỷ quân, nhà đầu đó đã đạt được giao dịch với chuẩn sát, muốn mượn người của họ để tới sa mạc đen. Tính thời gian, chắc giờ họ đã vào sa mạc đen rồi. Còn nữa, nhà đầu đó nói muốn ngủ với Chu Vân Sinh. Trời ơi, sao phu nhân toàn làm mấy chuyện đi vào lòng đất thế này? Truyền tiểu liên tử tới đây, mấy chuyện cấp bách trong một tháng tới xếp hết vào mấy ngày này đi. Không thể đợi thêm nữa, thông báo mỹ bộ chuẩn bị xuất phát tới Luật Phương Thành.
Học học, khi nãy là mơ sao? Mình đang ở trong ngôi miếu ư? Gió đen qua đi chưa? Những người khác thế nào? Loạng choạng. Cái tên tay sai triều đình chết tiệt này, ngày ngày điểm huyệt của ta. Giờ ta đã phá được cấm chế rồi, đáng đời nhà ngươi. Giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường trước, rồi tiễn luôn cả tiểu chủ, ác độc, nam không ra nam, nữ không ra nữ của ngươi. Tên tiểu nhân bị ổi này, bốp. Là ngươi, sao ngươi lại tỉnh lại? Quả nhiên khi nãy không phải là giấc mơ bình thường. Trong không khí có mùi hương khác lạ. Chu Vân Sinh này nhân lúc mọi người hôn mê đã dùng huyễn thuật. Huyễn thuật của Chu Thành Chủ đúng là chẳng ra sao. Ta cứ tưởng, tuy Chu Thành Chủ không phải là người của bọn ta, nhưng cũng được coi là quân tử. Thời gian này bọn ta cũng chưa từng thực sự làm hại ngươi. Không ngờ, ngươi lại không ngần ngại giết đồng liêu ngày xưa. Ngươi không cần phải dùng bộ dạng giả nhân giả nghĩa, giả đạo đức để chỉ trích ta. Dùng sức đứng lên. Rốt cuộc ngươi tỉnh lại kiểu gì? Huyễn thuật của ta rõ ràng có thể khiến người ta nhìn thấy thứ mình mong muốn nhất. Không ai thoát ra được. Không cử động được. Khi nãy để phá giải cấm chế đã làm thương kinh mạch. Nội thương chưa lành lại chịu một cú đạp của hắn. Bởi vì người kia trong mơ của ta căn bản không có bộ dạng đó. Ta có lẽ thực sự hy vọng hắn cũng sẽ có bộ dạng đó. Cùng hắn rũ bỏ tất cả, sống cùng nhau không màng thế sự. Nhưng đó cũng chỉ là mơ thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời mềm yếu, cũng tuyệt đối không dùng khẩu khí dịu dàng như vậy để nói. Chỉ mong chúng ta cứ mãi thế này, không lục đục nội bộ, thế là thế giới đã bình yên rồi. Mình mới có thể từ trong mơ thoát ra thực tại đau lòng. Còn phải cảm ơn sự dâm loạn biến thái của hắn, khiến người ta nhập tâm tới vậy. Nếu có nói thì thế này mới đúng. Là ai dám khiến chúng ta lục đục nội bộ với nhau, ta sẽ giết sạch toàn bộ, dùng ra làm quạt. Đưa thuốc giải ra đây. Người giết ta đi, cho dù ta có chết cũng sẽ không đưa thuốc giải cho ngươi. Giết ngươi sao ta nỡ chứ? Chu Thành Chủ là manh mối quan trọng để ta tìm được quỷ quân, còn có nhan sắc cỡ này nữa, ta muốn gạt ra. Rẹt. Hưởng thụ cơ thể này của Vân Sinh ngươi một phen, rồi thiến ngươi thế nào? Ngươi dám? Sao ta lại không dám? Đợi ta thiến ngươi rồi, cắt lưỡi của ngươi, phế võ công của ngươi, rồi bán ngươi làm nô lệ cho người hách hách. Da rẻ mịn màng như ngươi, bọn chúng chắc chắn sẽ không để ý việc ngươi là thái giám đâu. Ngươi có thể ngày đêm ngâm nga dưới thân người hách hách, rồi trở thành thịt trong nồi, canh trong thố. Giết ta đi. Giết ta đi. Chủ Thành Chủ, muốn chết không đơn giản như vậy đâu. Trên đời còn có nhiều chuyện đáng sợ hơn cái chết. Nếu ngươi không muốn trải qua chuyện đáng sợ như vậy, thì giao thuốc giải ra đây. Ta sẽ không ép ngươi nói ra vị trí của quỷ quân. Chỉ cần người của ta tỉnh lại, ta sẽ thả cho ngươi đi. Nhưng ta sẽ không cho ngươi nước và lạc đà. Nếu ngươi có thể sống sót ra khỏi sa mạc, đó là thần sa mạc phù hộ cho ngươi. Nếu ngươi thực sự không muốn, thì ta cũng hết cách rồi. Ta đồng ý, ta đồng ý. Như vậy từ sớm có phải tốt không? Bắt ta làm chuyện này, ta còn chê đó, ghê quá. Đứng lên. Ta ghê tởm ư? Ta muốn ngươi lấy người ngươi quan tâm nhất ra thề. Được, nếu ta vi phạm lời hứa, cha ta chắc chắn sẽ bị sét đánh chết. Mẹ ta chắc chắn chết không chỗ chôn thân. Thuốc giải ở trong châm cải tóc của ta, ngươi lấy cho bọn họ ngửi là được. Ngửi nhẹ. Nhị Nhi, sao nàng lại đứng lên? Mơ mơ màng màng, cơ thể nàng mềm và thơm quá. Chúng ta lại đừng mộng xuân nữa, dậy làm việc đi. Huyễn thuật này đúng thật là tên ngốc mỹ thất. Chuyện muốn làm nhất là giở trò đồi bại với mình sao? Đây chính là cái hắn thấy trong huyễn thuật ư?
Nhụy Nhi, ta. Mỹ Thất, ngươi là đồ lưu manh. Nhụy Nhi. Được rồi, tất cả đều đã tỉnh. Công tử, không thể giữ người này lại. Tên bỉ ổi này đã giết ba huynh đệ mỹ bộ của chúng tôi, hắn nhất định phải trả giá. Hắn vẫn chưa chết được, hành trình tiếp theo chúng ta còn cần tới hắn. Mà người không hiểu, thần sa mạc không thể chứa chấp nổi loại ác quỷ bỉ ổi như vậy đâu. Chúng ta cũng không thể dẫn theo ác quỷ này, hắn sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục. Đợi tới khi hắn vô dụng thì chúng ta xử lý hắn sau vẫn được. Giờ chúng ta vẫn cần lợi dụng hắn để tìm ra quỷ quân. Người đã đồng ý sẽ thả ta đi rồi. Đúng thế, ta đã đồng ý. Nhưng giờ ta muốn nuốt lời. Ta lừa ngươi đó thì sao nào?